Sáng sớm nay ngày 2 tháng 2 năm 2024, hàng chục chuyến bay không thể cất hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài do thời tiết sương mù dày đặc. Từ khoảng 2 giờ 15 phút sáng đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 2, do thời tiết sương mù dày, trầm mây thấp làm hạn chế tầm nhìn của phi công, không đảm bảo tiếp thu tàu bay. Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã kích hoạt phương thức điều hành bay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Để đảm bảo an toàn, một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay lân cận khác hoặc hoãn chuyến, bay vòng chờ thời tiết tiếp thu. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 37 chuyến bay không thể hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong đó có 12 chuyến bay đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận. Cũng trong khung thời gian này, để đảm bảo an toàn, có 54 chuyến bay dự kiến khởi hành từ Nội Bài phải lùi thời gian cất cánh để chờ thời tiết tốt hơn.